ngôi thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh để chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở thành ấy sẽ không bị rung động, vừa là đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Thế thì trong cái bản hiện đại thì là có một dòng sông mang vui vẻ cho thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ngự ở giữa thành ấy, không thể bị từ diệt, vì từ rạng đông Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ. Thế thì ở đây chúng ta thấy là có một dòng sông mang cái sự vui vẻ đến Đức Chúa Trời. Cái dòng sông này là cái gì? Dân sự. À, thì vừa rồi cô Phú nói là dân sự của Ngài. Thế thì để chúng ta biết là cái trong Tin Lành Giăng đoạn 7 câu 37 và 38 ấy, thì Chúa trong cái ngày lễ trọng thể cuối cùng thì Chúa nói là sao Chúa đứng giữa người đó và Chúa, tức là ngày sau cùng là ngày trọng thể trong tỷ lễ của Đức, của Chúa Giêsu, của tỷ lễ thì Chúa Giêsu ở đó đứng lên kêu rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Câu 38 thì nói: kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về gì? Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là nguồn sự sống, là dòng sông của sự sống. Thế thì ở trong Tài Huyền 22 thì nói rõ cho chúng ta biết là Thiên Sứ chỉ tôi xem sông nước hằng sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chim con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông thì có cây sự sống, trổ 12 mùa và mỗi tháng đều ra trái, và những cái lá kia nó dùng để chữa bệnh cho các dân. Ở trong thành đó thì không có sự nghiền ngẫm. Thế thì cái thành đó là cái thành gì? Thành đó chính là hội thánh, nơi ở. Lúc đấy cái số là 4, câu 20 đến 2 thì chúng ta thấy. Tức là hội thánh của Chúa là được lập trên nền của các đấng tiên tri và các sứ đồ, và Chúa ngự ở nơi hội thánh mang danh của Ngài. Cái sông nước hằng sống này sẽ làm vui vẻ cho Đức Chúa Trời. Thế còn con người ta thì chắc cũng chả làm cái gì vui vẻ được, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng trong những con người ở chung quanh chúng ta của Ngài nó có đầy dễ được tâm tin. Đây chúng ta phải nói theo lời Chúa nói, chứ không phải theo cái ý của mình. Lời Chúa nói cho chúng ta biết sông nước hằng sống này là chính Ngài. Chính Ngài mới làm cho dân sự Ngài vui vẻ, làm cho thành của Ngài, là dân sự của Ngài, là hội thánh của Ngài được vui vẻ mà thôi. Thế còn con người thì chỉ hay cãi vã và cay đắng cho nhau, chả được cái ích gì cả, đúng không ạ? Chỉ có thù hằn ghen ghét cãi vã thôi. Nhưng mà sông nước hằng sống của Chúa là thánh tin là ở trong hội thánh. Hội thánh có sự vui vẻ, hội thánh có sự tăng trưởng, hội thánh có sức mạnh, có quyền năng, và không có kẻ thù nghịch nào có thể chống được hội thánh. Hallelujah. Có chính Ngài. Và người nào có thánh linh của Chúa cũng thế, cũng không dao động, cũng không hoang mang, cũng không lo sợ. Dầu đất biến cả, dầu núi rời, đồi chuyển, có thể là trái đất này sụp, nhưng là ngày tận thế thì Chúa ở với chúng ta thì chúng ta cũng lo sợ. Thế còn nếu không thì chỉ ở vào cái đức tin của chúng ta, chúng ta tin vào cái đức tin của chúng ta đúng đầu, chúng ta khốn nạn ngay. Nó trao đảo phao, kem hoàn thành ngay, sợ hãi ngay. Nhưng mà có thánh linh của Chúa ngự ở trong thành hay là trong người thì thành ấy không bị hủy diệt, và từ rạng đông thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ, che chở và sẽ giúp đỡ. Thế thì đây là một cái điều mà chúng ta phải khao khát cái dòng sông sự sống. Chúa bảo kẻ nào tin thì dòng sông sự sống sẽ tuôn ra, sẽ tuôn ra, giống như ở trong Giăng đoạn 4 trên đền bà Samari. Chúa bảo uống cái nước này còn khác mãi này, nhưng uống cái nước ta cho á thì sẽ không hề khác nữa. Và nó sẽ thành một cái mạch nước phun ra cái sự sống đến đời đời, mà chỉ có thánh linh của Chúa thì mới làm được. Thế còn con người là vật coi như là khó tạo, có sinh thì có tử, đúng không ạ? Có bắt đầu thì có kết thúc, chỉ có Ngài là không có sự kết thúc, không có sự khởi đầu, không có sự kết thúc, còn mãi đời đời. Đó là dòng nguồn nước sự sống mà chúng ta phải khao khát Đức Thánh Linh luôn ở với mình. Luôn ở với mình, luôn đầy dạy Đức Thánh Linh thì chúng ta mới là mong là những viên đá sống để xây thành của Đức Chúa Trời, và Chúa mới
ở đó là Chúa mới ban sức lực cho, sức mạnh cho, để ban cho cái sự khôn ngoan, để cho cái sự hiểu biết, để hiểu được lời của Chúa Trời. Và nếu không thì chúng ta thì nói là ý mình. Đấy. Thế thì Chúa cũng cho tôi biết là đúng. Nếu như mình không có Đức Thánh Linh thì không thể nào coi như là làm đẹp lòng của Chúa Trời được. Và trong một các vua đoạn 7 đấy thì cũng với lại hai sử ký và ba thì nói về cái việc mà Salomon xây dựng cái đền thờ cho Chúa đấy. Xây dựng cái đền thờ thì trước cửa đền thờ là có hai cái trụ là gia kim và vũ ảnh. Gia kim tức là trong đền đấy là Đức Chúa Trời kim lập, Đức Chúa Trời kim lập. Và vũ ảnh có nghĩa là bồ đấy, có nghĩa là trong đền đấy có sức lực. Và hai cái trụ này nó không phải hai cái trụ để chống đền đền thờ, nhưng mà nó là cái vật trang trí ở trước đền thờ. Thế thì đền thờ của Chúa hiện nay thì là hội thánh của Chúa, mà nó phải có hai, tức là phải có lời của Đức Chúa Trời, lời Chúa là lời cũng lập đời đời, trời đất này qua đi, nhưng lời chống một ai không phải là qua đi. Và phải có Thánh Linh của Chúa là sức mạnh, là năng lực, là quyền năng của Chúa thể hiện. Đó là điều mà với một con người cũng phải có hai lời Logos và Thánh Linh của Chúa chỉ dạy cho. Nếu như không bởi Thánh Linh của Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta chỉ hiểu theo cái cách của mình thôi, không thể hiểu được ý của Đức Chúa Trời là thế nào, không thể biết được lời của Đức Chúa Trời nói về cái gì. Thế thì cầu xin Chúa sẽ cho chúng ta có hai, cũng như là thành của Đức Chúa Trời có hai lời Logos và Thánh Linh của Ngài. Vì nếu mà chúng ta chỉ có lời Logos không thôi, thì Chúa ở chữ làm cho trên, nhưng Thánh Linh mới làm cho sống. Như vậy thì chúng ta phải Thánh Linh hành động trên lời, lời đó ở trong lòng của tin của Chúa sẽ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta được đầy dẫn Ngài, lời của Ngài cũng như là Thánh Linh của Ngài. Để rồi chúng ta thế thì như là tôi xuống chỗ ông Bình Minh thì Trung Minh bảo là Thánh Linh như cái lời là một, là một thôi. À, đúng. Là một. Chỉ cái đấy người ta nói đúng. Thánh Linh là một là đúng. Ừ. Là đúng. Chứ đâu sao. Thế nhưng mà cái lời Logos này này, cái lời Logos là cái chữ này này. Người ta bảo là thế, chú bảo là đầy dễ lời Logos này là đầy dễ cái Thánh Linh. Nó khác. Bây giờ có chứng nhân Jehovah nó không tin Chúa Giêsu nữa. Nó nói Chúa Thánh Linh chỉ là một cái sức lực thôi. Nó đầy lời Logos. Nó đầy lời đúng không? Nó đi mình nói chuyện với nó thì là còn ngắm, đó, còn ngắm, lời đúng không? Đúng không? Đúng không? Thế thì bảo thế thì làm sao mà nói là coi đầy lời đúng không? Đầy dễ thế đi. Thế nên là một nhưng mà lại là hai nhưng mà lại là cái này nó rất là khó, khó hiểu. Thế giống như là Chúa bảo Chúa Ba Ngôi, và Chúa vừa là Cha vừa là Con lại vừa là Thánh Linh, Chúa lại là Ba. Bạn một nó rất là khó hiểu đúng không? Cũng giống như Ngài vừa là của lễ, vừa là thầy tế lễ, cũng là coi như là con xin. Thế thì chúng ta thấy thế rất là khó hiểu, nhưng mà nếu mà Thánh Linh chúng ta biết thì chúng ta sẽ hiểu bài chính xác. Ngài có thể coi như là Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân, Ngài có thể biến hóa vô cùng vô lượng. Thế nên là người ta cứ lấy ở trong ba thơ đoạn ba câu 12 cái câu 15 ấy, thì khi mà Chúa Giêsu chịu thân bắp tem thì nào là có tiếng từ trời phán này, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Rồi Đức Thánh Linh ngự xuống như chim của cơ, có Chúa Giêsu ở đó, ở đây đấy chẳng có ba là gì đâu. Nên người ta theo cái chữ mà người ta không hiểu được. Chúa là đấng quyền năng, đấng toàn năng, Ngài có thể biến hóa ra hàng triệu 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 tỷ cũng được. Chứ không phải là chỉ có ba, nhưng mà Ngài chỉ có một, một là một, chỉ có một Đức Chúa Trời, có một và thật, có một và thật thôi. Ai tin không thể ai thế thì để cho chúng ta biết. Đấy, như ở trong phục truyền thì cũng nói là hỡi Israel, hãy biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời có một không hai, thì ba nữa thì thôi sao nếu mà đa tôn giáo thành người ngoại giáo. Cái này là cái tà giáo, giáo La Mã và cái giáo lý này nó sẽ ăn sâu vào tất cả các con cái của Chúa, mà những người không có Thánh Linh của Chúa cũng không thể biết được cái điều này. Thì coi như là đây là cái dấu của con thú, nó ra từ ngôi của
Satan là tôn giáo là ma để chúng ta thấy. Nếu như chúng ta không tin tiên tri sứ giả thời đại, không nhận biết được cái sứ điệp của Chúa, thì chúng ta cũng chỉ giống như là dân ngoại giáo và đa thần giáo thôi. Bởi vậy cho nên là hãy cẩn thận cách mình nói, cách mình nhìn, cách mình phân nhận cũng đúng. Tại vì Kinh Thánh không nói mà mình cứ nói ra cái điều đầy dễ trong lòng thì mình cứ nói ra, mà nói cái kiểu nào, nói như thế nào để cho dân sự của Chúa được gây dựng, để cho mọi người biết Chúa có một dòng sông sự sống từ người Chúa chính là cái nhân của Ngài, để cho chúng ta thấy chúng ta phải khao khát cái dòng sông này. Nếu như không có cái dòng sông sự sống này, chúng ta không có nước sống của Ngài, chúng ta khô khát, nó chết, nó không có ích gì, nó cũng không hiểu lời của Chúa, ý muốn của Ngài, công việc của Ngài trong thời kỳ sau rốt này là thế nào. Xin Chúa cũng ban cho tôi và ông bà chị em ta được đầy dẫy lời của Ngài và dòng sông sự sống từ trong lòng sẽ tuôn ra để chúng ta xây dựng thành của Đức Chúa Trời, của Hội Thánh ở nơi ở và đền thờ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Làm sao? Amen. Chúng ta là hiệp một, chỉ có một thánh linh, chứ không có hai thánh linh được. Thì cái ý tưởng của tôi là cũng được đợi cho Thầy Thánh Chúa hồi rồi. Nhưng mà bây giờ là Thầy Thánh Chúa dạng rồi, thì em cũng thêm phù quá thế. Đúng ra là như thế này. Dạ. Hôm trước tôi làm chứng ở đây. Đúng là tôi làm chứng mạnh nữa thì tôi sợ bất lòng. Bất lòng không cả Chúa. Không cả. Thật ra là cái dòng nước hàng sống nó nằm trong các đức tiên tri, các thầy tế lễ, chứ nó không thể nằm trong cái người vô tín, mà cái người mà ngồi ngoài hành lang người ta nghe, người ta không hiểu. Chính vì vậy mà cái sự phạm tội ấy, phạm của ta vì cớ là không có thánh linh Chúa, vì cớ không có Chúa là trở thành là kẻ tội ác. Thế bây giờ vừa rồi thì Chúa nói rằng ở trong chỗ mà các vua rồi này làm hay cũng đúng rồi. Là cái sự thứ là trong thành Chúa là phải có cái là, mà bây giờ chúng ta phải có thánh linh Chúa và lời Chúa. Thì lời ấy, nếu mà chúng ta báo lời không thì lời cái tứ thì không có, không được gì cả, mà thánh linh Chúa mới là. Thế thì bây giờ chúng ta mới thấy cái việc các đấng tiên tri ngày xưa mà Chúa ngự và Chúa để cho họ phải làm cái công việc mà Ngài để cho. Rồi bây giờ tôi sẽ OC đoạn 6 nhé. Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Juda? Vì rằng đến từ các ngươi giống như mây buổi sáng, như mốc tan ra vừa lúc sớm mai. Vừa lúc sớm mai ta xong thế là ta mất liền cái phước vậy thôi. Vậy nên ta đã dùng các đấng tiên tri xử phạt chúng nó, ta đã giết chúng nó bởi lời nó từ miệng ta. Những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng, vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhiệt huyết Đức Chúa Trời hơn là của lễ thiêng. Nhưng theo cách người ta, chúng nó đã phạm tội, phạm lời giao ước, và ở đó chúng nó đã phỉnh chối ta. Chúa cũng nói đầy đủ thế là người nữ cá rồi. Ngày xưa Ngài đã dùng các đấng tiên tri sửa phạt mà phán ra một cái là chết phán nào. Thì đến bây giờ nếu mà các tiên tri, các thầy tế lễ ở đây mình đã nắm được rồi, linh của mày như thế nào thế nào, phán một cái rồi xong mày luôn, sao mày đi luôn, mày không có ngày trở lại nữa. Nơi đó sẽ có không có khổ gì cả, mày nói xem hả. Thế nên nếu mà hôm đó tôi làm chứng mình nói về việc đó thì sợ người mình cả cao bằng họ là có thể đúng là chết, đúng là không để được. Thế bây giờ chúng ta mới thấy rằng mẹ chúng ta luôn luôn là kẻ có tội trước mặt,
luôn luôn, bao giờ, lúc nào, kể cả ngày đêm, sơ ý một tí xíu là dính tội với ngài, chứ không thể nói rồi. Nó khơi khơi bị ra, tôi là thế này thế kia. Thế thành ra là bây giờ chúng ta qua ra cơ dòng một từ câu 22 á, hãy làm theo lời tớ lấy nghe làm đủ mà giờ lời của mình. Vì nếu kẻ không nghe lời mà không làm theo, vì khác nào người kia soi mặt mình cho nên thấy rồi đi liền quên mặt. Nhưng có ai tự mình là tin đạo mà không cầm giữ lấy mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người ấy là vô. Cái Chúa như vô rồi. Đầu tiên là thờ một Chúa nó nhảy xuống, nó nhảy một hôm nay cái, nhảy hôm nay đừng, nhảy hết tất cả đi. Đến khi lời Chúa lại, đến một cái bắt đầu nó ngủ từ lúc bắt đầu là lời Chúa ban ra, nó ngủ cho tới giờ mà hết. Amen một cái nó thức dậy nó tỉnh lại đi rồi. Sáng nó bay làm rồi, thế thì mình tin làm gì? Đừng nên đừng tiền công trong túi lộn phí lắm quý vị ơi. Nhà tù công giáo nó lên nhà thờ đấy đó, mà cái sự túi lộn của nó lại có sự kinh kiền, nó lại có sự kinh kiền với cha nó, mà đằng này với cha mình thì nó lại không kinh kiền. Nó vào nó nghe lời cha nó bắt đầu là nó ngủ. Nó không bao giờ mà nó lấy được. Và cho nên chính người lấy sự rất đau xót. Rồi bây giờ ta cần răng vật ba. Răng vật ba: hỡi kẻ yêu, hỡi rất yêu dấu, bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng thành ý đặt đến gần với Chúa Trời. Mà chúng ta xin điều gì bằng dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng phục những điều năng của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Nếu bây giờ mà không lời Chúa, Ngài chỉ cần chúng ta đến gần Ngài thôi, ở gần với Ngài, thì coi như là Ngài sẽ là thương xót và Ngài sẽ cầu xin điều gì là được điều, cầu xin điều hoàn toàn với anh rồi. Điều chân là tôi té rồi xong đi bệnh viện, về nó thôi, ở nhà ấy cứ băng rồi xong hết, thế thôi. Cái quyền năng của Ngài, cái quyền năng xin Ngài cái rồi. Thế bây giờ muốn cái được cái điều đó thì chúng ta chỉ cần đơn giản, đơn giản có các Chúa, ai cũng phải chú tâm mà để mà lấy ra. Thì đây qua Ê-phê-sô đoạn 6 cầu nguyện tới: hãy đứng vững, lấy nét thật làm dây niềm tin, lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng tin lành bình an mà làm gì nhé. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể trật tóc được các tên lửa của các kẻ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão triều thiên, và cầm gương của Đức Thánh Linh là lời của Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện mà đại xin. Hãy dùng sự biên đố cho bẹt thức thường về điều đó, và cầu nguyện cho hết cảnh các thánh đồ cũng vậy. Tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của tin lành mà tôi đã vì đạo ấy làm sứ giả trong truyền sức hồng cho tôi mới cách đạt như tôi phải. Ôi mà đem được cái thứ này trong người sung sướng vô cùng, thì lúc đó là sao? Chúng ta có quyền, Chúa sẽ đến gõ cửa mình trong ban đêm, mình mở cửa cho Chúa vào, là Chúa sẽ ngủ với mình, ăn bữa tối với mình, và chúng ta quá sung sướng. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng sẽ cùng học với các tôi tớ Chúa trong câu 8 là hãy đến nhìn xem để chúng ta xem cái gì. Đây là cái xem cái gì được, trên cái sạch là cái gì, đây là cái điều mà chúng ta đến để xem. Nó cũng như là một cái mạng lệnh hoặc là một cái lời kêu gọi. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có nhiều thứ để xem. Đúng không? Chúng ta có nhiều thứ để xem. Nhưng mà Chúa bảo là hãy đến để xem cái gì. Thì là công việc của Đức. Câu 8 thì nó là hãy xem các công việc của Đức Giê-hô-va. Thế thì có nhiều những công việc
ở trên đất này. Như tôi nhớ có một cái lời mà của ông linh mục, ông nói là ngày xưa đi đâu thì cũng thấy coi như là bàn tay của Thiên Chúa tạo dựng, nhưng mà ngày hôm nay ấy, thì đi đâu cũng thấy coi như là bàn tay của coi như là con người tạo dựng. Tức là người ta không còn nhìn thấy công việc của Chúa ở trên đất. Thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta sống ở trong thành phố thì chúng ta thấy là dường như là thấy bàn tay con người tạo dựng, chứ còn Chúa đâu thì mình không thấy. Ngay cả nhiều khi tôi thấy qua chở vợ tôi đi trên đường thì vợ tôi bảo là trăng này rất là đẹp, mà nếu mà mình không nghe vợ mình nói thì mình cũng chả biết là trăng này nó đẹp. Tại vì nhìn thấy đâu cũng thấy là nhà cao tầng rồi xe hơi rồi xe cộ chi chít, mình bảo sao mà lạ. Và cứ nhìn xem những cái công việc của con người và mình thấy rằng đó là cái điều mà tại sao mà ngày hôm nay con cái Chúa cũng như là người thế gian nó giống nhau ở cái điểm là hãy nhìn xem, hãy đến để xem. Và xem ở đây là xem cái gì? Xem cái công việc của Đức Chúa Trời hay là chúng ta xem cái công việc của loài người? Thế thì đây là cái điều mà Chúa đang nói về cái con mắt, đúng không ạ? Tại vì cái hình ảnh xem tức là nói về cái hình ảnh về nhìn, về con mắt nhìn của chúng ta. Vậy thì chúng ta nhìn bằng cái gì? Đây là cái điều mà Chúa cũng muốn nhắc nhở cho chính tôi cũng như là quý tôi tới Chúa để rồi chúng ta có một cái sự nhìn xem. Ở đây là nhìn cái công việc của Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh khẳng định cái điều đó. Và chúng ta hãy đến xem những cái công việc của Chúa thì nó tốt hơn là cái công việc của con người. Đây là cái điều mà tại sao mà chúng ta không đến để mà bày tỏ về cái con người hay là cái gì đó mà ở trong chúng ta, mà chúng ta hãy đến để bày tỏ những cái điều mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ ra. Và đây là cái cách mà Chúa cũng sẽ được vinh hiển qua những con người mà Ngài đã dựng nên. Đây là cái điều mà chúng ta là vật thọ tạo, chúng ta không thể nào nói khác với cái đấng tạo dựng nên mình, đúng không? Nên là trong lời của Chúa thì nó là các đấng tiên tri phải suy phục các đấng tiên tri. Nếu mà tiên tri của Chúa mà không suy phục tiên tri của Chúa thì nó cũng tầm bậy rồi. Mà chúng ta là người của Chúa mà chúng ta lại không suy phục Chúa sao? Chúng ta lại không nói theo điều Chúa nói sao? Và Chúa muốn chúng ta bày tỏ những cái điều mà Chúa đã bày tỏ. Vậy thì đó là cái điều mà chúng ta là người của Chúa thì chúng ta cần phải nói theo cái cách của Ngài. Chúng ta không thể nói theo cái cách của con người được thôi. Mà muốn có được cái điều này thì chúng ta phải nhìn xem cái công việc của Chúa trong đời sống của mình. Như khi vừa rồi tôi tới Chúa chia sẻ thì cái tai bên trái thì nó o một hồi. Và tôi không biết là cái điều gì. Tôi cứ cầu nguyện trưởng lão Chí Hải bảo là thế là tôi bút hồi chót, nhưng mà thật ra mình chưa có cái ý tưởng để nói, nên là thành thử ra là mình không biết là, tại vì nói thì về logo này thì mình có thể nói tới sáng mai cũng được, không phải là mình khoe tài, nhưng mà sự thật là cái ơn Chúa ban cho mình thì Ngài không lấy lại được. Tôi đồng ý là Chúa ban cho thì mình có thể nói suốt cả ngày, nhưng mà cái vấn đề đây là không phải là mình muốn nói cái gì là nói, mà vấn đề là mình phải xem cái điều mà Chúa muốn mình phải làm cái gì đây. Và khi mình nói ra thì mình nói những cái điều mà Chúa sẽ tỏ cho mình. Có thể là đối với người ta thì người ta bảo sao mà nói mà dài, nói lòng vòng. Nhưng mà mình không có ý tưởng của Chúa làm sao mình biết nói cái gì đây, đúng không? Nói thì nói thao thao bất tuyệt được, nói có thể là đúng Kinh Thánh, nhưng mà điều đó không có giá trị gì nếu như nó không đến từ Chúa và mình không nhìn thấy cái điều mà Chúa tỏ ra. Nên là khi mà người của Chúa thì không được cái sự tỏ ra của Chúa thì người ta sẽ có một cái gì đó người ta hoang mang, đúng không? Không biết là cái điều đó nó là cái gì. Và khi mà tôi tới Chúa chia sẻ thì mình lại thấy cái tai mình nó o một tiếng dài, rồi một hồi nữa thì lại o một tiếng nhỏ bên tai phải. Và thường thì nó có những cái dấu hiệu như vậy. Và tôi biết là Chúa Thánh Linh nhắc nhở một cái điều gì đó mà mình phải cẩn thận. Tại vì thật ra thì không phải ai cũng nghe được lời này, đúng không? Không phải ai cũng có thể xem được công việc của Chúa đâu.
chúng ta thấy là ngày hôm nay không phải ai cũng có thể ngồi để nghe được tiếng của Chúa phán. Đây là cái điều mà chúng ta phải phải khẳng định là lời Chúa không phải là một điều gì đó mà nó bị hạ thấp hay là nó là một cái sự rẻ rúng, đúng không? Nó không phải là một cái gì đó mà người ta có thể muốn là được. Nó không phải là bởi cái sự tài trí của con người mà nó phải đến từ chính Đức Chúa Trời. Vậy thì vừa rồi thì tôi thấy tôi tới Chúa chia sẻ thì mình thấy là cảm ơn Chúa. Nếu như không bởi sự tỏ ra của Thánh Linh thì người ta sẽ không biết được cái điều đó. Đúng rồi. Và cũng không thể nào tôi tới Chúa biết được cái điều đó. Dù chúng ta là tôi tới Chúa thật như thế nào không quan trọng, mà cái quan trọng là Chúa phải tỏ ra để rồi người ta mới biết được. Đây cái vấn đề đây không phải là chúng ta hay dở hay là chúng ta tốt hay là xấu mà Chúa tỏ ra, mà cái vấn đề là chúng ta phải biết được cái điều mà Chúa tỏ ra cho mình để rồi mình nói theo cái ý muốn của Chúa hoặc là cái cách mà Chúa muốn thì nó mới là thật. Còn con người thì chúng ta thấy rồi, chính sứ đồ Phaolô ông ta cũng đã khẳng định cái điều là lời của loài người là dối trá. Thì chính ông cũng là cái con người đó. Thế là nếu mà chúng ta nhìn vào lời của con người thì nó giống nhau. Dù ông có uyên bác, dù ông có thâm thúy đến đâu thì cái chuyện nó kệ ông. Ông cũng là loài người thôi. Nhưng mà cái khác nhau ở chỗ đó là gì? Lời của Đức Chúa Trời là thật. Và lời đó ở đâu? Đấy. Lời này ở đâu? Trong lòng để tin. À, trong lòng của những người tin. Chứ không phải là lời nói thao thao bất tuyệt, không phải là lời logos hay là lời đầy dẫy trong lòng, tức là mình có một đống kinh thánh ở trong lòng. Tất cả những cái điều đó nó không phải là sai, nó cũng không có gì là xấu, nhưng mà nó không theo cái điều mà Chúa bày tỏ. Thì tất cả những điều đó là lời loài người. Amen. Nên là lời con người là dối trá là đúng. Tức là dối trá tức là sao? Lời đó nó sẽ không ứng nghiệm, lời đó nó sẽ không có thay đổi được cái gì hết. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời đã rao ra là nó sẽ sẽ ứng nghiệm. Như vừa rồi trường lão Chí Hải cũng nói về cái vấn đề là tại sao mình không dám làm chứng mạnh hơn. Cái điều đó tôi không biết ông nói cái ý gì, nhưng mà mình thấy là có một cái vấn đề, nếu như thật sự mình không cẩn thận mà lời của Đức Chúa Trời mà công bố qua cái môi miệng này, đúng, thì khi nó ứng nghiệm thì chúng ta thấy là nó không đơn giản. Nhưng mà tôi nhìn thấy là những người của Chúa thì Chúa có thương xót, như ở trong Ma-thi-ơ 24 câu 22 thì Chúa nói là ấy là vì cớ những người được chọn của Chúa mà Chúa sẽ giảm bớt đi những cái tai vạ. Nên là đây là cái điều mà chúng ta là những người tôi tớ Chúa, chúng ta cần phải cẩn trọng về cái lời. Tại vì đây là cái điều mà chúng ta không phải đơn giản là ai cũng có thể theo cái cách của mình thì nó đúng, nhưng mà với cái nhìn của Chúa thì Chúa nói là lòng thương xót của Chúa thì nó lớn hơn cái sự đoán xét. Thế thì đây là cái điều mà Chúa cũng nhắc nhở cho chính tôi, tức là mình cũng phải biết là Chúa cũng không phải là không tỏ ra cho mình, nhưng mà cái điều đó Chúa tỏ ra chúng ta phải nhìn thấy cái công việc của Chúa, giống như từ ban đầu cho đến cuối cùng Ngài vẫn là lòng thương xót, đúng không? Ngài vẫn là ngôi thương xót để giúp đỡ cho các thánh đồ. Thế thì đó là cái điều mà chúng ta cũng phải trở nên giống như Chúa. Và công việc của Chúa thì Chúa đã nói rồi, cái sự phán xét của Ngài là thật. Nhưng nếu như chúng ta cứ nhìn vào một cái khía cạnh đó mà chúng ta lại giống như Ngài về cái lĩnh vực đó thì chúng ta hãy cẩn thận. Đúng không? Giống như nhiều người bảo đấy, thì Chúa phán xét thì ta cũng phải phán xét. Nên là... thì rõ ràng là ở đây thì nếu mà theo văn tự thì Chúa ở đây là sự phá tan Ngài đã làm trên đất là như nào? Ngài dẹp in giặc cho đến đầu cùng trái đất, rồi bẻ gãy các khung chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Chúa làm những cái việc đó. Nhưng mà chúng ta có dám nghĩ như vậy, nghĩ thôi chứ chưa nói đến làm. Thế thì rõ ràng là Chúa đóng cái vai trò là một người ác. Về một phương diện nào đó thì người ta nói đúng, tại vì Chúa đang làm những cái việc rất là tồi tệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại đứng vào cái vai trò đó của Ngài thì coi chừng đó. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải thấy là chúng ta cần có một cái sự nhìn xem Chúa một cách đúng đắn. Và ở trong Kinh Thánh thì Tân Ước thì có hai lần mà được nhắc đến cái vấn đề về nhìn xem. Ở trong Ma-thi-ơ chương 28 thì coi như là chính Chúa Giê-xu cũng đã bày tỏ cho lời tiên tri trước đó rồi. Và sau đó thì khi mà những người nữ đến nơi ngôi mộ trống thì coi như là gặp hai tiên sứ đang ngồi đó thì họ mới nói là
hãy đến nhìn xem, hãy đến nhìn xem, hãy đến xem những cái điều này. Tức là Chúa muốn chúng ta xem được cái công việc xong, chứ không phải là nhìn cái công việc chết. Amen. Amen. Hãy đến để nhìn xem công việc sống của Chúa. Và đó là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải rao truyền. Như ở trong Giăng đoạn 4 câu 29 thì người đàn bà Samari đã đến và nhìn xem được cái công việc của Chúa, thì bà ta cũng sẽ đi ra để mà nói với những người khác là hãy đến xem cái công việc đó, hãy đến xem cái công việc của Chúa ở trên đất này qua tiên tri của Ngài, qua đấng mà Chúa sai đến. Thì đó là cái điều mà chúng ta hãy nhìn biết, để rồi chúng ta chỉ cần xây hướng về Ngài theo cái con mắt thuộc linh thôi, chứ Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái gì cả, đúng không? Chúa chỉ bảo chúng ta chỉ nhìn xem công việc của Ngài. Amen. Chúng ta không cần phải nỗ lực phấn đấu hay là cố gắng bôn ba để rồi ước ao cái này, ước ao cái kia để mà đạt cho bằng được cái mục đích của Chúa cho mình, thì cái điều đó nó không giải quyết được. Tại vì đó là cái sự thỏa mãn của chúng ta mà nó không làm cho sự thỏa mãn của Chúa ở trong chúng ta. Và đây nó là một cái sự hai chiều để rồi chúng ta có một sự đáp ứng với Chúa. Nên ở trong cái câu vừa rồi thì tôi tới Chúa chia sẻ là có một ngọn sông nước đó làm vui thành Đức Chúa Trời. Vậy thì làm sao để chúng ta có sự vui mừng ở trong Chúa nếu như chúng ta không có Thánh Linh là sự sống của chúng ta? Đây là Thánh Linh là nói về sự sống, đúng không? Và chúng ta không thể nói về những cái công việc chết, chúng ta không thể hướng về những cái điều mà nó không đến từ Chúa trong cái thời điểm này. Tại vì mình biết là đúng, Chúa đang ở nơi thương xót của Ngài để rồi giúp cho chúng ta về sự nhìn biết Ngài là đấng đó. Nên chúng ta phải tin Ngài là đấng đó, không là chúng ta chết. Nếu mà chúng ta cứ nhìn Ngài theo cái con mắt của Ngài về thẩm quyền phán xét thì chúng ta cũng chết. Không chịu nổi. Ta cố gắng để coi như là mình sống thật là thánh khiết và thật là tuyệt vời, nhưng mà cái điều đó nó sẽ không giúp ích gì được cho chúng ta. Bởi vì con người chúng ta vốn dĩ nó là xác thịt rồi, nó là cái vật thọ tạng, nên là nó không thể như Chúa được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều mà Chúa làm rất là tuyệt vời, đó là gì? Ngài là đấng vô cùng thánh khiết, nhưng mà Ngài phải trở nên một con người vô cùng coi như là tội lỗi và ô uế, đúng không? Thế thì chúng ta thấy rằng tại sao Ngài không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng mà chúng ta lại đòi hỏi cái sự hoàn hảo? Thì đó là cái điều mà tôi thấy rằng nó rất là kỳ cục, đúng không? Và Chúa là đấng kỳ cục thì được, nhưng mà chúng ta mà là đấng kỳ cục nữa là xong. Chỉ có một đấng thôi. Ngài là đấng kỳ lạ, Ngài là đấng lạ lùng, Ngài là đấng kỳ cục. Đúng thật, Ngài làm những cái công việc nó không giống ai hết. Nhiều khi mình không hiểu tại sao Chúa lại làm như vậy, nhưng mà nó là như vậy. Nhiều khi Chúa tỏ những cái điều nó rất là trái ngược và nó không có bình thường. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem cái điều đó, xem nó như thế nào. Và tại sao Chúa tỏ ra những cái điều đó và mình phải làm theo cái điều đó. Bởi vì không thể cưỡng lại được là đúng. Tức là khi mà Thánh Linh của Chúa được ở trong chúng ta một cách đầy trọn, thì chúng ta thấy là chúng ta không thể bao giờ cưỡng lại những cái điều mà Chúa muốn làm. Còn khi mà chúng ta chưa được Chúa đầy trọn ở trong mình, thì lúc đó chúng ta cứ làm theo cái bản năng, chúng ta làm theo cái cách của chúng ta nhiều hơn là cái cách của Chúa. Đây là có một cái câu nói của một nhà cải chánh, thì ông ta về cái Tin Lành thì chúng ta thấy là ông nói là khi mà chúng ta có đầy dẫy Chúa bao nhiêu thì cái tôn giáo ở trong con người chúng ta nó sẽ được loại bỏ bấy nhiêu. Nhưng mà khi chúng ta đầy dẫy cái tôn giáo nhiều bao nhiêu thì Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ. Đây là con người của chúng ta phải trở lại với cái hạt giống nguyên thủy, tức là cái thuần túy của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có cái sự nhìn vào những cái cách của con người mà ngày hôm nay chúng ta thấy là đi đâu cũng thấy là cái sự tạo dựng của con người, tức là cái sự sáng tác của con người, mà không nhìn thấy được cái vẻ đẹp vinh hiển của Chúa. Mặc dù mình thì nói những cái điều đó, nhưng mà cái lòng của mình thì nó lại suy hướng về những cái điều khác, đúng không? Nhiều khi mình đi theo Chúa nó giống như là một người không bình thường ấy. Mà đúng thật, những người đi theo Chúa là những người không bình thường, tại vì nó không sống ở đời này mà nó sống bằng một thế giới khác, nó sống bằng tư tưởng khác, nó sống bằng thần linh của Chúa chứ không sống bằng cái thần linh của con người. Và nó khác nhau là nó khác nhau ở cái điểm này. Con người thì coi như là thực tế nói là phải thấy như vậy,
nhưng mà Chúa thì khác, Chúa bảo hãy đến xem những cái công việc của Ngài, tức là những cái công việc mà Chúa làm nó lạ lùng, nó không như con người chúng ta nhìn vào cái điều đó để rồi chúng ta mắt thấy thì lòng mới giấy, đúng không? Nhưng mà Chúa thì sẽ phán bảo chúng ta qua nhiều cách. Chúa muốn chúng ta xem Ngài với cái nhìn về thuộc linh, chứ không phải là xem Ngài với cái nhìn về thuộc thể. Đây là chúng ta thấy rằng đây không cần một phải cái... xem mà không thấy. Cái đấy thì Chúa nói là người ta lấy mắt xem mà không thấy được. Có nhiều người xem nhưng mà không thấy. Rồi có nhiều người có tai lắng nghe nhưng mà nghe không được. Nghe không hiểu hoặc là tai không thể nghe. Nghe nhưng không hiểu. Nên Chúa mới bảo là ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Bởi vì Chúa nói những người đó có ai biết không? Chúa nói không? Tại sao mà Chúa lại bảo ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán? Tại vì những người này đâu phải là những người điếc đâu. Họ đi theo Chúa mấy chục ngàn người đi khổ sở, đâu phải như chúng ta ngồi có phòng mát rồi có phòng riêng biệt riêng ra rồi cầu nguyện. Họ đi ở trong sa mạc với Chúa. Chúng ta thấy là mấy cái bài giảng ở trên núi thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu giảng tới 3 ngày 3 đêm luôn. Dân sự mệt lạ. Dân sự đói lạ luôn, mệt mà còn đói nữa, tại vì đâu có gì đâu ăn. Đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta quá sung sướng. Nhưng mà để nhìn vào cái điều đó thôi chúng ta còn không dám nhìn, chứ đừng nói chi là mình nói. Nên nhiều người nói hôm nay sao mà nói dữ vậy, nói cái gì ghê. Và có nhiều, tại vì họ không nhìn vào công việc của Chúa. Họ không nhìn những cái điều mà Chúa đã làm. Nên là họ không thể tin được, đúng không? Với con người hữu hạn hay là giới hạn của chúng ta thì làm sao chúng ta có thể tin được những cái công việc mà nó vĩ đại như vậy? Là bởi vì chúng ta nhìn vào cái năng lực của mình, chúng ta nhìn vào cái con người mình. Đây là khi mà mình thấy những cái điều gì mà nó vĩ đại là chúng ta cảm thấy nó không bình thường rồi. Mà đúng, Chúa là đấng siêu nhiên, và chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta cũng sẽ có cái năng lực siêu nhiên đó. Amen. Còn nếu không thì chúng ta cũng là con người tự nhiên như bao người khác. Thế nhưng chúng ta là một người tin Chúa, theo Chúa mà chỉ thấy những cái điều mà tự nhiên như con người khác, thì chúng ta theo Chúa nó cũng có ích lợi gì, đúng không? Nó vô nghĩa là chỗ là gì? Chúng ta không thấy được cái sự vi diệu ở trong Chúa, chúng ta không thấy được cái sự vĩ đại của Chúa là như thế nào, và chúng ta không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa một cách đúng nghĩa. Đây là khi mà tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi đi theo Chúa vậy, mình chỉ kinh nghiệm Chúa chỉ có hai chữ thôi: Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Làm sao để chúng ta kinh nghiệm được cái điều đó một cách thật sự, rờ đụng được lời đó ở trong đời sống của mình, chứ không phải là mình nói bằng cái lý thuyết. Và đương nhiên là chúng ta cũng phải nói để rồi chúng ta sẽ bước đi trong sự sống, tại vì lời nói cũng chính là thần linh. Nhưng mà nhiều người ngày hôm nay cũng nói thôi cũng đã cảm thấy nó có cái sự vấp vướng rồi, tại vì nó rất là khó, đúng không? Nói thì phải nói nước đôi chứ không thể nói một cách dứt khoát được. Và đây là cái điều mà Chúa nói chúng ta phải xem cái công việc này để rồi chúng ta hãy suy gẫm xem những cái điều mà Chúa đã làm đó nó có thật hay không. Giống như bây giờ chúng ta thấy cái câu chuyện mà vừa rồi tôi tới Chúa giảng hôm chủ nhật, chúng ta thấy là dân của Chúa đi trong đồng vắng 40 năm mà Chúa không làm gì hết, không theo, không gặp, không phải sống là lao khổ cực nhọc. Nhưng mà nhiều người theo Chúa ngày hôm nay thì sao? Quá là vất vả đi. Và họ tự hào về cái sự vất vả đó. Họ nói là đây, đôi tay này ta làm nên được. Nhưng mà con cái Chúa ngày xưa thì sao? Đi trong đồng vắng không làm gì vất vả, chỉ đi thôi, mà đi rất là sướng. Tại vì sao? Ban ngày thì có trụ mây, ban đêm có trụ lửa, không cần phải tốn tiền điện nước gì hết, đúng không? Rồi uống nước thì uống nước ở trong một cái vần đá, người ta không thể hiểu được. Và tất cả những cái điều đó có phải là những cái công việc của Đức Chúa Trời? Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Và nếu như chúng ta chỉ nhìn vào công việc của con người thì bảo thôi chết, điều này không làm thì thôi hỏng, không làm thì hỏng. Nhưng mà tôi thấy rằng quả thật đúng là Chúa làm. Tôi nói đơn giản như cái việc mình sống ở trên đất này, mình kinh nghiệm Chúa một cách rất là rõ ràng. Tôi nói mình không làm gì ra tiền cả, nhưng mà những cái thứ mà mình được Chúa ban cho thì quả thật là nó rất là tuyệt vời. Tôi nói tôi làm chứng về cái điện thoại đó. Có ai nghĩ là mình một con người đi ở thuê ở mướn không làm công việc gì hết mà xài được cái điện thoại mà coi như là thuộc dạng tầm coi như là cao cấp của những người có tiền, mà mình không làm gì ra tiền cả? Thế thì tại sao? Thì mình thấy đúng, khi mà Chúa ban cho mình cái điều đó để mình thấy là đúng, Chúa có quyền năng và Chúa có quyền để làm những cái điều mà chúng ta chỉ tin Ngài mà chúng ta không làm gì cả, nhưng mà Chúa làm cho chúng ta thì đó mới là thật. Chứ còn như con còn làm đấy nhá, cái này con làm nhưng mà Chúa thêm sức, nói kiểu nói nước đôi, nói điều đó thì nó dễ.
Nhưng mà đấy, lời Chúa bảo đấy, Chúa sẽ dùng những cái người ác, tức là những người vất vả, hối hả, mệt lạ, rồi gục ngã, cuối cùng đi vào mồ mả đó, để dùng cái tài sản đó để cho những người công bình ăn sống mặc sướng. Nghe điều đó nghe thấy điên không? Điên thật điên. Bọn tụi này không ơi, tụi bay không làm gì hết, tụi bay cứ lo đi lấy tài sản của người ta. Đúng không? Đó một cách, mình đó một cách nó trắng trợn là như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh nói như thế, Chúa làm đóng một cái vai trò là kẻ ác, đúng không? Chúa đóng cái vai trò như một người ác đối với người xác thịt. Nhưng đó là một cái điều ích lợi đối với những người thật linh, với những người yêu Chúa và những người sống với lời của Chúa. Và nếu như chúng ta không thấy được công việc của Chúa ở trên đất này, và chúng ta không thấy ơn của Ngài trên đời sống của mình, thì mình sẽ ngã lòng, đúng không? Nên tại sao có nhiều người ngày hôm nay cứ vất vả, hối hả, mệt lạ, rồi gục ngã trong đức tin, và rồi cuối cùng là cũng phải chết. Và cái chết ở đây là gì? Thứ nhất là họ đã chết về cái tâm linh, tức là tâm linh chết ở đây là gì? Là xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Tôi thấy là có nhiều người hầu việc Chúa ngày xưa giảng đầy ơn Chúa, và họ sống bằng đức tin quyết liệt, thậm chí coi như là lấy nước cầu nguyện hóa thành xăng để đi hầu việc Chúa. Nhưng mà hỏi ngày nay còn đó. Ngày xưa hầu việc Chúa mạnh mẽ, làm chứng rất là mạnh mẽ, ngày nay còn. Ngày xưa là những người giảng đầy ơn của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay còn nhận đầy ơn. Và đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn nhận vào cái sự thật là đúng. Hãy nhìn xem cái công việc của Chúa. Đó là Chúa làm. Và đó là những cái điều mà Chúa làm ơn trên đời sống của họ. Và chính chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu Chúa không làm thì chúng ta cứ cố gắng làm. Thì chúng ta bảo là Chúa thêm sức. À điều đó đúng. Đâu có gì sai cả. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta đang cố gắng để làm, mà chúng ta không biết. Nên là thấy, mình thấy rằng bây giờ chúng ta nhìn thấy khắp nơi ở đây đâu có cái chỗ nào mà gọi là Chúa tạo được đó. Toàn là con người dựng nên, đúng không? Nên là họ có thể tự hào, họ có thể ca ngợi về con người này hay con người khác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng hãy đến để nhìn xem các công việc của Đức Chúa Trời. Và đây là cái cách mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta thấy rằng chỉ có khi nào chúng ta nhìn xem Chúa một cách đúng đắn thì chúng ta mới thấy được cái điều mà Ngài làm cho chúng ta nó là thật. Còn nếu không thì chúng ta vẫn còn gọi là đi dẹo hàng hai ấy. À, Chúa làm nhưng mà tôi cũng phải làm nữa chứ. Bảo cứ tối ngày Chúa làm mình nghe chung với Chúa. Mình cứ nói Chúa làm mình cũng làm thôi. À, có nhiều người họ nói theo cái kiểu như vậy. Và họ xem đó là một cái điều tự hào chứ. Và tôi cảm thấy lạ lùng, nó bảo sao lạ. Tại vì Chúa nói như vậy, và tôi thấy là những người ở trong thời cựu ước họ đã kinh nghiệm. Đó là một cái giao ước cũ, họ không hề thấy được cái sự vinh hiển của Đấng Christ. Nhưng mà họ đã có một cái điều gì đó mà Chúa đã làm cho họ rất là vĩ đại. Nhưng mà qua cái thời kỳ ân điển thì chúng ta thấy rằng nó còn vĩ đại hơn rất nhiều mà họ không thấy. Tại vì sao tôi dám khẳng định điều này? Chúng ta xem vào trong Hebrew chương 11 thì chúng ta thấy rằng câu số 3, lời của Chúa nói rằng cái sự bày tỏ ra mà chúng ta thấy được nó chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi. Nhưng mà cái điều mà chúng ta không thấy được nó còn đến đời đời vĩnh cửu. Và cái sự mà bày tỏ ra điều thấy được nó đến từ những điều không thấy được, đúng không? Chúng ta thấy là cái sự vĩ đại của những sự không thấy được nó rất là lớn. Nhưng mà nhiều khi con cái Chúa thì lại không nhìn thấy cái sự vĩ đại của Chúa, mà chỉ nhìn thấy những cái mà thực tế đời thường này. Và tôi nói rằng những cái điều đó nó không có gì lớn đâu, nó quá là nhỏ bé. Chúng ta nhìn thấy ví dụ như là bây giờ trái đất của chúng ta nó chỉ là hạt cát ở trong bãi sa mạc thôi, chứ là cái gì? Trong cái vũ trụ bao la này, trái đất này nó chỉ là một hạt cát thôi. Và khi chúng ta nhìn thấy điều đó thì chúng ta thấy là đúng. Nhưng mà Chúa nói là lời phán của Chúa thì trái đất này liền có, và vũ trụ này được hình thành bởi lời phán của Ngài. Thì chúng ta thường cứ nghĩ cái điều đó thì chúng ta thử tưởng tượng thì chúng ta thấy rằng làm sao mình có thể vận dụng được cái sự trí hiểu của mình để có thể hiểu được cái điều mà Chúa dựng nên cái vũ trụ vĩ đại này nó ra làm sao. Đúng rồi. Thế thì chỉ có khi nào mà chúng ta phải thật sự chú tâm vào trong cái công việc của Chúa, tức là hãy nhìn xem cái công việc của, và đây là cái điều mà Chúa muốn nói, đây là cái con mắt của linh. Và ở trong Hebrew chương 12 câu 2 thì Chúa nói rằng để cho người đó có một cái đức tin vững chắc cho đến cuối cùng thì người đó phải nhìn chăm xem Chúa Giêsu Christ là đầu cội rễ và cuối cùng đức tin của họ. Đây là cái điều mà chúng ta không thể đánh giá một cách chung chung, giống như là nhìn thấy những cái điều mà thực tế hay là cái thực tại để rồi chúng ta nói đó là cái lẽ thật. Nên là cái lẽ thật với cái sự thật nó dường như giống nhau nhưng mà nó khác nhau rất là nhiều. Ví dụ như Kinh Thánh đó là nhiều người nói người này chết rồi, đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu bảo là gì? Đó là sự thật, đúng. Nhưng mà Chúa nói lẽ thật là gì? Chúa bảo là không, nó không chết mà nó đang ngủ thôi. Chúng ta có tin, tí gì bây giờ chúng ta tin lời này.
thì sự thật là đúng, người này chết thật rồi. Sự thật là người này bệnh sắp chết rồi nè. Nhưng mà bây giờ sao? Chúa bảo nó ngủ. chúng ta tìm vào lời nào đây? Nếu mà chúng ta nhìn vào con người thì chúng ta bảo đúng rồi, người này chết. Đúng. Nhưng mà bây giờ Chúa nói là không, nó chết ngủ. Chết 4 ngày con mùi rồi. Lazarus thì bao 4 ngày nó có mùi thối ra rồi. Bây giờ làm sao mà tin nổi đây? Nhưng mà Chúa bảo là gì? Nó sẽ sống. À, nó sẽ sống. Nó đâu có chết đâu. Thế thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng rõ ràng cái công việc của con người và công việc của Đức Chúa Trời nó khác xa nhau rất là nhiều. Và chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó để rồi chúng ta thấy rằng đúng. Con người của chúng ta nó chỉ là vật thọ tạo. Và chúng ta không thể nào có một cái gì đó hay hơn con người nếu như chúng ta không có Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta vẫn là một con người thôi. Chúng ta không thể hay hơn con người nếu như chúng ta không có Đức Chúa Trời. Đây là chúng ta vẫn là một con người tự nhiên nếu như chúng ta không có sự siêu nhiên của Ngài. Và Ngài là siêu nhiên của chúng ta và Ngài làm được tất cả mọi sự. Nếu như chúng ta tin Ngài và Chúa nói rằng đức tin của chúng ta như hạt cải thì chúng ta nói rằng cái núi này nó rời xuống dưới biển nó cũng sẽ vâng lời. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tin được điều đó? Nếu như chúng ta không nhìn vào công việc của Chúa, chúng ta không xem cái điều mà Chúa đã làm và chúng ta không thấy được những cái điều đó thì làm sao những cái điều đó nó xảy ra, đúng không? Và đó là cái điều mà để cho chúng ta kinh nghiệm. Và cảm ơn Chúa, Chúa sẽ làm cho ứng nghiệm lời của Ngài trong lòng của những người tin. Amen. Nên là lòng của chúng ta tin thì chúng ta sẽ nhận lãnh. Dù chúng ta có thể chưa thấy gì hết, nhưng mà trong thần linh chúng ta đã thấy cái điều đó rồi. Và nó đã có rồi, nó hình thành từ trong tư tưởng của chúng ta là thần linh này. Amen. Và Chúa tạo dựng nên trái đất này bởi đức tin, đúng không? Bởi đức tin là lời. Lời đức tin đã dựng nên vũ trụ và trời đất. Và đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là con cái Chúa, thuộc về Chúa, chúng ta cũng sẽ có lời của đức tin. Để rồi sẽ có những sự hình thành mà con người ta không thể hiểu được. Và đó là cái điều mà Chúa làm. Và Chúa làm trội hơn điều chúng ta cầu xin. Không phải là một cái điện thoại này mà nó rất nhiều cái điện thoại. Không phải là một cái nhà này mà rất nhiều cái nhà. Chúng ta có tin nổi. Không phải là một con người vĩ đại mà sẽ có rất nhiều con người vĩ đại. Nếu như chúng ta dám nhìn vào công việc của Chúa. Ở nếu nhìn vào công việc con người thì bảo thôi kiểu này thì chết, không thấy ai. Mà đúng, chúng ta nhìn vào con người xác thịt thì chúng ta giống nhau. Nhưng mà chúng ta nhìn vào con người thuộc linh, chúng ta nhìn vào đức tin từ nơi điều mà Chúa đã làm thì chúng ta thấy là đúng. Con chỉ tin lời của Ngài. Amen. Lời của Ngài sẽ làm cho những cái điều này nó sẽ trở thành những cái điều mà vượt quá sự hiểu biết của con người. Chứ không phải sự thật nữa, nó còn vượt trên sự thật nữa. Nó vượt quá sự hiểu biết của con người. Tức là con người của chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Và tôi nói rằng những cái điều mà Chúa làm nó giống như là mình dùng cái từ nó gọi là xuyệt. Chúa biến hóa đủ các kiểu. Và Chúa có quyền làm điều đó. Còn con người chúng ta đâu có thể biến thành cái cuốn sách này có thể biến thành coi như là cái nhà này. Hay là cái điện thoại này chúng ta biến thành cái xe hơi. Nhưng mà đối với Chúa thì cái điều đó quá là bình thường đi. Amen. Amen. Thần linh mà. Ngài có quyền để làm những điều đó. Ngài có quyền để làm. Chúa Giêsu làm báp têm có chín một câu đâu. Tình phán của trời. Làm sao phải chút nữa. Đấy, chúng ta thấy Chúa. Nếu mà chúng ta xem về cái vấn đề mà như tôi tới Chúa vừa giảng thì tôi cũng nói thêm về vấn đề này để chúng ta thấy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng với chúng tôi. Amen. Nếu mà chúng ta nói rằng nếu mà Chúa có ba thì chúng ta thấy rằng ở đây Chúa có cả hàng vạn. Ta thấy đây này, Chúa Giê-hô-va vạn quân, tức là Ngài tới 10.000 lận, nhưng phải là ba người đâu, Ngài không phải là ba đấng hiệp lại, mà đây tới cả hàng vạn đấng. Để cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta nhìn với cái con người xác thì chúng ta không hiểu được Kinh Thánh đang nói cái điều gì cả, đúng không ạ? Và Chúa đã nói, ta là Đức Giê-hô-va vạn quân, ta là Chúa vạn quân, ta là 10.000, nhưng phải một người như ngươi nghĩ đâu, hay là ba người đâu, hay là 10 người đâu, mà ta là hàng vạn người đâu. Thế thì chúng ta làm sao để hiểu được cái điều mà Chúa bày tỏ trong lời của Ngài? Ngay cả lời Logos này chúng ta cũng không hiểu được. Không hiểu. Thì rõ ràng là thần linh thì mới làm cho chúng ta sống, tức là thần linh mới làm cho chúng ta hiểu biết được. Nhưng mà nếu mà văn tự này hay là cái sự hiểu biết của con người chúng ta không biết. Đấy, như tôi thấy rằng tôi cũng đã từng gặp tiếp xúc với nhiều người và tôi Chúa cũng đã từng kinh nghiệm những người rất là giỏi, uyên bác về hiểu biết đời này, nhưng mà đưa Kinh Thánh này đọc không hiểu, không thể nào hiểu được. Tại vì nếu như không có Thánh Linh của Chúa bày tỏ thì dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể nào hiểu. Và chính cái người làm ở trong công an, người ta cũng nói thẳng với tôi là bây giờ tôi có đọc ngàn lần cuốn Kinh Thánh thì tôi cũng chả hiểu. Và đúng rồi, đó là người nói không ngoan.
Nhưng mà con gái Chúa ngày hôm nay chưa đọc qua lần bảo tôi nói tôi hiểu hết rồi đó. Thế bắt đầu tôi không hiểu nó nói cái gì đâu, không biết. Nhưng mà đó thì cách của họ. Và họ là mục sư đàng hoàng chứ không phải là một người bình thường chấp sự hay tín hữu. Chưa đọc qua Kinh Thánh một lần, họ nói một cách hay thật. Và thậm chí đưa lên bài giảng để giảng luôn. Và đó là cái mà tại sao mà Chúa cũng nhắc nhở để là chúng ta thấy là đúng. Công việc của Chúa nó không có như con người của chúng ta. Nếu như chúng ta có đức tin thì chúng ta mới nhìn thấy được những cái điều. Còn không có đức tin là bắt đầu chúng ta lo nhìn vào cái cuộc sống của mình, tranh thủ cái thời giờ của mình, rồi cuộc sống mình phải như thế này, thế này, thế này. Chúng ta lên một mớ những kế hoạch danh sách. Và tất cả những cái điều đó chúng ta chỉ làm theo cái ý của mình mà nó không theo ý muốn của Chúa. Rồi xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta chờ đợi Ngài, biết cái sự chờ đợi và biết cái sự nhịn nhục để thấy được cái công việc của Chúa. Như trong câu 10 tôi đọc trước khi chúng ta cầu nguyện: hãy yên lặng mà biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Amen. Amen. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta hãy yên lặng, hãy nhìn xem thôi, đừng có nói gì hết, đừng có coi như là bày tỏ ra cái gì nếu như Chúa không muốn. Amen. Đây là tại sao mà mình phải chờ đợi là như vậy. Hãy yên lặng để chờ đợi, để biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa sẽ rứt giấy lên tấm lòng của chúng ta để rồi chúng ta tin Ngài và bước đi trong năng lực của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa.